Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thăm và làm việc với các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác cấp cao tỉnh Nghệ An đã gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn. Tiếp đoàn có đồng chí Khăm Phan Xịt Thị Đàm Pha, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo nồng ấm và đồng chí Khăm Phan Xịt Thị Đàm Pha cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn đã dành cho đoàn. Vui mừng trao đổi với lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn những kết quả đạt được của Nghệ An trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đồng thời chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Viêng Chăn đã đạt được trong thời gian gần đây, nhất là trên lĩnh vực du lịch. Người đứng đầu tỉnh ủy Nghệ An đặc biệt cảm ơn tỉnh Viêng Chăn trong những năm qua đã rất tích cực hỗ trợ đội quy tập của tỉnh trong công tác tìm kiếm cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào. Nghệ An cũng rất vinh dự khi trong 5 năm qua đã cấp học bổng toàn phần cho 85 học sinh, sinh viên của tỉnh Viêng Chăn sang Nghệ An học tiếng Việt và chuyên ngành trình độ đại học tại các trường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ hợp tác để cùng nhau phát huy được điều kiện hiện có của mỗi địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, đóng góp vào sự phát triển chung của hai đất nước Việt Nam, Lào. Cụ thể đó là sự hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch thương mại, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh trưởng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong công tác tìm kiếm cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào. Đồng chí Thái Thanh Quý chúc tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Nghệ An Viêng Chăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Nhân chuyến thăm, tỉnh Nghệ An trao tặng hỗ trợ cho tỉnh Viêng Chăn số tiền 500 triệu đồng. Hai bên cũng đã trao tặng nhau những sản phẩm tiêu biểu của địa phương làm quà lưu niệm.